gia đình, âm ấp trái tim quay về gia đình, gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu cây nến hồng ba ngọn nến lung linh ha ha ha, ha, ha thắp sáng một gia đình gia đình gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình gia đình vương vấn bước chân gia đình trái tim quay về gia đình gia đình ôm ấp ta những ngày thơ cho ta bao nhiêu niềm thương mến gia đình gia đình bên nhau mỗi khi đơn đau chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất, xuất huyết. Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Bộ Y tế điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Hiện nay đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Nguyên nhân do dịch sốt huyết có tính chất chu kỳ, thời điểm mùa hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng bọ gậy phát triển. Bên cạnh đó, sự giao lưu đi lại của người dân cao, trong khi ý thức và hành vi vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt, còn chủ quan lơ là, không chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh. Dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết kiên quyết không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài. Bộ Y tế điện và đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo một số nội dung công tác sau. 1. Tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời các khó khăn tồn tại và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn. 2 giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp chính quyền có nhiệm vụ chỉ đạo và huy động các ban ngành tổ chức chính trị chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy đảm bảo tất cả các khu vực các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát xử lý các bể dụng cụ chứa nước các vật dụng đồ phế thải nơi sinh sản của mũi để tiến hành các hình thức tiêu diệt lăng quăng bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế 3. Chỉ đạo Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch, tổ chức việc thu dung điều trị bệnh nhân, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, điều trị sốt xuất huyết theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo các phòng khám tư nhân, các tuyến điều trị tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn chuẩn đoán điều trị, theo dõi chuyển tuyến kịp thời an toàn, đảm bảo có dung dịch cao phân tử dùng trong điều trị theo hướng dẫn của bộ y tế tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú trong các ngày nghỉ lễ ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện điều trị kịp thời hoặc chuyển tuyến các ca bệnh sốt xuất huyết có diễn biến nặng củng cố và duy trì hoạt động của nhóm điều trị bệnh sốt xuất huyết và đường dây điện thoại nóng phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các đơn vị khám chữa bệnh để thường xuyên tư vấn trao đổi thông tin về chuyên môn yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh, loại trừ ổ lăng quang bọ gậy một cách hiệu quả. 4. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hiểu được nguy cơ, sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng, phế thải chứa nước, nơi long quăng bọ gậy, mũi phát triển và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết, huyết hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết, huyết lần thứ 12 cao điểm ngay trong tháng 6, tháng 7 năm 2022. Năm, chỉ đạo sở tài chính đảm bảo kinh phí kịp thời cho các đơn vị y tế triển khai các hoạt động phòng chống dịch, không để dịch sốt xuất huyết, huyết bùng phát, lan rộng và kéo dài. Ký thay Bộ trưởng, Thứ trưởng đã ký Đỗ Xuân Tuyên <laughs> Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thị xã về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022. Thực hiện chỉ thị số 08 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2022 để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng và nguy cơ cháy rừng có khả năng xảy ra. Hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, chủ rừng, thủ trưởng các ngành liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 13 CTTU ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chỉ thị số 05 CTTTG ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thị xã liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân, chủ rừng để hiểu rõ và thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo điều hành một cách khẩn trương, kịp thời, Trước các tình huống cháy rừng xảy ra trên địa bàn, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiểm soát chặt các nguyên nhân gây cháy rừng trên địa bàn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã phường, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến tận tổ dân phố, thôn và người dân. Xác định nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng, thông báo cấp dự báo cháy rừng để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Xác định vùng trọng điểm cháy, duy trì chế độ trực cháy 24 trên 24 giờ hàng ngày trong suốt mùa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực có nguy cơ cháy cao, nghiêm cấm mọi hoạt động có sử dụng lửa trong và ven rừng trong những ngày nắng nóng khi dự báo cháy rừng từ cấp 3 trở lên phải tổ chức trực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng tại xã phường và phân công lực lượng tuần tra canh gác lở rừng ở các vùng trọng điểm, phát hiện sớm đám cháy để kịp thời dập tắt. Thực hiện tốt các biện pháp làm giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống đường băng cản lửa, trọng tâm là khu rừng thông, những khu vực rừng có thảm thực bì dày, nhiều lau lách dễ cháy. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động trong công tác chữa cháy rừng tăng cường kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chỉ đạo các ban quản lý khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đền chùa, miếu mạo, khu vui chơi, lễ hội, xây dựng gần rừng, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền cho du khách thập phương, sử dụng lửa, đảm bảo an toàn trong khu vực chú trọng tại những địa điểm, đền đá ngang, am cát, đền bà tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo cấp sự báo cháy rừng trên hệ thống loa phát thanh của xã phường, tổ dân phố thôn về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, ra soát, tu sửa, bảo dưỡng máy móc dụng cụ chữa cháy rừng hiện có, báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động, đề xuất kiến nghị bổ sung máy thổi gió chữa cháy rừng về ủy ban nhân dân thị xã qua phòng kinh tế trước ngày mùng 10 tháng 7 năm 2022 Khi cháy rừng xảy ra phải khẩn trương kịp thời huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện hậu cần và trực tiếp chỉ huy chữa cháy. Nếu xảy ra cháy lớn vượt khả năng chữa cháy của địa phương phải báo cáo trưởng ban chỉ đạo về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng thị xã để được hỗ trợ huy động lực lượng của các đơn vị trên địa bàn kịp thời. Sau khi dập tắt đám cháy phải bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị chủ rừng để dập tắt hết tàn lửa, tham gia khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng. Những xã phường để xảy ra cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng phải kiềm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và có biện pháp xử lý nghiêm đối với người đứng đầu. 2. Phòng Kinh tế Tăng cường quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp với các ngành có liên quan, ủy ban nhân dân các xã phường, chủ rừng nhà nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, chỉ thị của các ngành cấp trên về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm các quy trình xử lý thực bì trong trồng, chăm sóc rừng, vệ sinh rừng sau khai thác, đảm bảo đúng quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Ba Hạt Kiểm Lâm Thị xã Nghi Sơn, Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo Thị xã. Chỉ đạo Kiểm Lâm địa bàn bám sát cơ sở trực phòng cháy chữa cháy rừng, tham mưu cho các ủy đảng, chính quyền các xã phường, thực hiện nghiêm túc, triệt đề các quy định, các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Quản lý rừng phòng hộ và các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện nghiêm túc các quy định phòng cháy chữa cháy rừng, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện đầy đủ các nội dung quyết định số 177 Ngày 10 tháng 2 năm 2022, của Thủ tướng Chính phủ, phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt, giả soát xác định lựa chọn các công trình, phương tiện, dụng cụ thiết yếu cần đầu tư, báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Phối hợp với các ngành đơn vị liên quan, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, chủ rừng thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, báo cáo, dự báo, cảnh báo cháy rừng. Thường xuyên theo dõi trên hệ thống camera quan sát lửa rừng, cập nhật thông tin chính xác, kịp thời, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thị xã, duy trì nghiêm chế độ trực 24 trên 24 giờ trong mùa cao điểm nắng nóng, và sẵn sàng tham gia chữa cháy cùng các địa phương khi có cháy rừng xảy ra. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ, tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng. Thực hiện tốt chương trình phối hợp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng giữa lực lượng kiểm lâm với công an, quân sự, biên phòng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hậu cần, theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi được huy động, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra tham gia chỉ huy chữa cháy rừng hướng dẫn kỹ thuật chữa cháy rừng và trực tiếp nắm chắc tình hình diễn biến quá trình tổ chức chữa cháy rừng của địa phương tổng hợp báo cáo nhanh ủy ban nhân dân thị xã về tình hình cháy rừng trên địa bàn thị xã theo đúng quy định hướng dẫn các chủ rừng trên địa bàn thực hiện biện pháp lâm sinh phục hồi rừng sau khi xảy ra cháy rừng nếu có theo đúng quy định của pháp luật ra soát báo cáo số lượng tình trạng hoạt động các loại máy móc thiết bị chữa cháy rừng hiện có của đơn vị đề xuất kiến nghị bổ sung máy thổi gió chữa cháy rừng về ủy ban nhân dân thị xã qua phòng kinh tế trước ngày 10 tháng 7 năm 2022. 4. Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn triển khai thực hiện có hiệu quả phương án giữ vững ổn định an ninh rừng trên diện tích rừng được giao phù hợp với ủy ban nhân dân xã phường Kiềm Lâm và các ngành liên quan tăng cường tuần tra kiểm tra rừng để phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, chủ hộ nhận khoán tăng cường tuần tra, trực gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong suốt mùa cháy rừng, thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả. Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022, phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn trong thiết kế trồng rừng, nhất thiết phải xây dựng đường băng càn lửa, công trình phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý thực bì để trồng rừng đúng quy định đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các xã phường các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tổ chức chăm sóc rừng phát dọn thực bì đốt chức vật liệu cháy phát đường băng cản lửa đối với những diện tích rừng có nguy cơ cháy cao giả soát báo cáo số lượng tình trạng hoạt động các loại máy móc thiết bị chữa cháy rừng hiện có của đơn vị đề xuất kiến nghị bổ sung máy thổi gió chữa cháy rừng và ủy ban nhân dân thị xã qua phòng kinh tế, trước ngày 10 tháng 7 năm 2022. Năm, công an thị xã thực hiện tốt chương trình phối hợp bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy các phòng nghiệp vụ, công an các xã phường phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm, ủy ban nhân dân các xã phường chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần tham gia chữa cháy rừng khi được huy động chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân đối tượng gây cháy rừng, chống người thi hành công vụ, phá rừng để xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 6. Ban chỉ huy quân sự thị xã thực hiện tốt chương trình phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các xã phường, lực lượng dân quân tự vệ địa phương phối hợp với lực lượng kiểm lâm, tổ chức lực lượng tuần tra, trực gác lời rừng và thời điểm có nguy cơ cháy cao, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, và hậu cần tham gia chữa cháy rừng khi được huy động. 7. Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu Càng Nghi Sơn, đồn biên phòng Hải Hòa, trung đoàn 266 phường Nguyên Bình, phối hợp chặt chẽ với hạt Kiểm lâm, ủy ban nhân dân các xã phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng khi được huy động. 8. Phòng tài chính kế hoạch tham mưu cho ủy ban nhân dân thị xã bố trí nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. 9. Phòng giáo dục và đào tạo phối với hạt kiểm lâm thị xã chỉ đạo các trường học làm tốt công tác tuyên truyền các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho học sinh các trường học. 10. Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với hạt kiểm lâm thị xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho khách du lịch tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có rừng, các khu đền chùa miếu mạo, lăng mộ trong và ven rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo việc đốt hóa vàng mã đúng nơi quy định đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vực không để cháy lan vào rừng. 11. Đề nghị ban dân vận thị ủy, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phối hợp chặt chẽ với hạt kiểm lâm thị xã, ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn, các ngành liên quan, ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở. 12. Trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch thị xã phối hợp với phòng kinh tế hạt kiểm lâm chỉ đạo đài truyền thanh các xã phường tăng cường thời lượng và thời gian phát sóng các văn bản chỉ đạo của tỉnh của thị xã về dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng đặc biệt là trong mùa nắng nóng 13. Ban chỉ đạo về bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng thị xã chỉ đạo các thành viên tăng cường kiểm tra đôn đốc các xã phường các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo nội dung chỉ thị này Giao hạt kiểm lâm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, theo dõi đôn đốc định kỳ báo cáo thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Thể lệ cuộc thi viết vượt lên số phận lần thứ 5 Sau 4 cuộc thi vượt lên số phận do tạp chí thanh niên tổ chức đã thu được nhiều kết quả khả quan, tạo nên nguồn động viên to lớn đến hàng trăm cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, mất mát, một phần về thân thể và tinh thần để trở thành những người có ích cho xã hội, đồng thời tìm ra những tấm gương sáng vượt lên số phận để mọi người, nhất là lớp trẻ cùng noi theo. Cuộc thi viết vượt lên số phận sau 4 lần tổ chức đã thực sự lan tỏa sâu rộng, thông điệp tốt đẹp, nhân văn và đầy ý nghĩa trong toàn xã hội. Cuộc thi cũng được các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ gửi thư động viên khen ngợi. Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ngày 16 tháng 1 năm 1962, ngày 16 tháng 1 năm 2022. Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên, ngày 15 tháng 10 năm 1962, ngày 15 tháng 10 năm 2022. Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ Côi Việt Nam, đồng tổ chức cuộc thi viết Vượt lên số phận lần thứ 5 với nội dung như sau một Mục đích ý nghĩa cuộc thi nhằm tích cực tuyên truyền giới thiệu tôn vinh và nhân rộng những gương thanh thiếu niên và những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí mãnh liệt, khát khao, vượt lên số phận khắc nghiệt. Đặc biệt là trong thời gian chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 vừa qua, cuộc thi lần này góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước, để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lớp trẻ hiện nay học tập, noi theo. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức kêu gọi sự quan tâm của xã hội, sự đồng hành hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các cá nhân doanh nghiệp, tổ chức, đóng góp kinh phí để trao tặng giải thưởng, sổ tiết kiệm cho một số cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã nỗ lực vươn lên, vượt qua đại dịch COVID-19. Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 60 năm ngày thành lập Tạp chí Thanh niên, và 30 năm ngày thành lập Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ mồ Côi Việt Nam. 2. Đối tượng tham gia cuộc thi và yêu cầu bài sự thi. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, tri thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, chức sắc tôn giáo, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Các đơn vị trường học, cơ quan, các tổ chức xã hội có thể lấy danh nghĩa tổ chức đơn vị mình hoặc một tập thể tác giả đứng tên tham gia được quyền gửi bài dự thi. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả viết bài có ảnh về chân dung, hoạt động lao động, sinh hoạt và có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi nhân vật đang sinh sống hoặc nơi làm việc công tác về thành tích được giới thiệu trong bài dự thi. 3. Nội dung cuộc thi Nội dung viết về tấm gương người thật, việt thật, có địa chỉ rõ ràng, cụ thể của người khuyết tật trẻ mồ côi, đặc biệt là thanh thiếu niên vượt qua tật nguyền, số phận éo le, hoàn cảnh đau thương khắc nghiệt vượt qua đại dịch COVID-19, thể hiện ý chí kiên cường, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm chủ cuộc sống. Viết về những tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong việc giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Cuộc thi đặc biệt khuyến khích những người tàn tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, tự viết về hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống của mình. Đặc biệt, ban tổ chức khuyến khích những người khuyết tật, những thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 trẻ mồ côi tự viết về bản thân mình. 4. Hình thức tham gia dự thi: thể loại tác phẩm dự thi, bút ký báo chí, phóng sự, phóng sự điều tra, bài phản ánh, ghi chép, gương người tốt việc tốt, video clip, bài viết tham gia dự thi có độ dài từ 800 đến dưới 3.000 từ tiếng Việt, sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. Bài dự thi thể hiện dưới dạng phóng sự, video, clip dài từ 3 đến 5 phút. Ban tổ chức khuyến khích các tác giả viết bài có ảnh về chân dung, hoạt động lao động, sinh hoạt và có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi nhân vật đang sinh sống hoặc nơi làm việc, công tác về thành tích được giới thiệu trong bài dự thi. Bài thi không hợp lệ. Nếu sao chép các bài đã đăng trên các phương tiện báo đài, trang tin, bản tin dưới mọi hình thức, ban tổ chức được quyền sử dụng các bài dự thi đạt giải để phục vụ cho công tác truyền thông cho cuộc thi. Đối với người khiếm thị, nếu viết bằng chữ nổi thì cần có bản dịch bằng tiếng Việt kèm theo. Bài dự thi được đăng trên tạp chí Thanh niên, tạp chí điện tử thanhnienviet.vn, tạp chí lý luận chính trị và truyền thông điện tử thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tạp chí Người Bảo trợ. Bài dự thi vào vòng trung khảo sẽ được tuyển chọn và in trong cuốn sách Vượt lên số phận lần thứ 5 do ban tổ chức giữ bản quyền. Các cá nhân tập thể tác giả có thể tham gia nhiều bài dự thi, những cá nhân thuộc ban tổ chức không được tham gia cuộc thi. 5. Cơ cấu giá trị và hình thức giải thưởng Giải thưởng đối với tác giả một giải đặc biệt 15 triệu đồng trên giải dành cho người tàn tật hoặc trẻ mồ côi tự viết về bản thân mình. Một giải A 10 triệu đồng, 3 giải B 5 triệu đồng trên giải, 5 giải C 3 triệu đồng trên giải, 3 giải đồng hạng 5 triệu đồng trên giải, xét tặng cho các tập thể phát động cuộc thi và có nhiều người hưởng ứng viết bài dự thi với nội dung các bài viết có chất lượng giải thưởng đối với thí sinh lớn tuổi nhất trên 70 tuổi và giải thưởng đối với thí sinh nhỏ tuổi nhất. Hai giải đặc biệt dành cho người khuyết tật hoặc trẻ mồ côi tự viết về bản thân mình trong quá trình phấn đấu hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững mạnh. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, chất lượng và số lượng bài viết tham dự, Ban giám khảo cuộc thi đề xuất Ban tổ chức giải thưởng xem xét, quyết định cơ cấu giải thưởng được trao, không bắt buộc phải trao đủ các mức giải. Các tác giả đặt giải được tặng bằng giấy chứng nhận, biểu trưng cuộc thi của ban tổ chức. Ngoài ra còn có nhiều giải thưởng, phần thưởng có giá trị tặng cho các nhân vật được nêu gương có thành tích đặc biệt trong các bài dự thi. Ngoài ra, ban tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho một số cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nghị lực vươn lên chính mình. 6. Thời gian phát động và tổng kết trao giải cuộc thi viết Tổ chức phát động cuộc thi vào ngày 8 tháng 4 năm 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thời gian nhận bài viết từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 30 tháng 8 năm 2022 theo dấu bưu điện hoặc theo ngày gửi email. Lễ tổng kết trao giải cuộc thi vượt lên số phận lần thứ 5 vào trung tuần tháng 10 năm 2022 nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập tạp chí thanh niên. 7. Địa điểm để nhận bài thi Các đơn vị cá nhân gửi bài viết tham gia dự thi đến ban tổ chức cuộc thi thông qua tạp chí thanh niên theo địa chỉ Tạp chí thanh niên số 5, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội hoặc qua email vượt lên số phận lần 5 a.gmail.com. Điện thoại liên hệ 04-377-51392, 091-353-3992, 0986-288-988. Trong bài thi có ghi rõ họ và tên số điện thoại, chức vụ, đơn vị công tác. Nhận bài thi sau lễ phát động cuộc thi. Hạn cuối là ngày 30 tháng 8 năm 2022 theo dấu bưu điện. Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện có sẵn tem, ngoài phong bì đề, bài dự thi vượt lên số phận lần 5 tới ban tổ chức cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn, gia đình là tế bào của xã hội, gia đình có hòa thuận, bình an, hạnh phúc Xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Với tầm quan trọng ấy, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72, lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và cá nhân mỗi gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhà nước quán triệt trong các nghị quyết, bộ luật liên quan với các nội dung nâng cao vị trí, vai trò và chức năng của gia đình. Đặc biệt, từ khi chính phủ lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là ngày gia đình Việt Nam thì đây đã trở thành dịp để tôn vinh những giá trị của gia đình nhắc nhở mỗi người hướng về cội nguồn về người thân cùng nhau nuôi dưỡng những tình cảm giá trị văn hóa cao quý của gia đình tuy nhiên trong bối cảnh đất nước và quốc tế đang có những thay đổi về nhiều mặt đặc biệt những tác động của nền kinh tế thị trường khiến cho gia đình việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức các gia đình ngoài việc duy trì những giá trị truyền thống tốt đẹp tiếp thu những đổi mới tiến bộ còn phải chống chọi những vấn đề khó khăn mang tính thời đại thực tế hiện nay các gia đình đang phải đối mặt với nhiều vấn đề như thiếu sự quan tâm chia sẻ những giá trị chuẩn mực nền tảng bị lung lay công nghệ chiếm hữu bạo lực gia đình ly hôn những vấn đề này là một trong những tác nhân khiến cho các thành viên trong gia đình rơi vào khủng hoảng tâm lý trầm cảm xa vào các tệ nạn xã hội qua tìm hiểu thực tế nhiều gia đình bố mẹ bận rộn với công việc áp lực cuộc sống đã không dành nhiều thời gian đồng hành quan tâm chia sẻ với con cái khiến cho con trẻ gặp phải các vấn đề rối loạn về phát triển, lệch lạc về tâm lý, nhận thức. Thậm chí trẻ em trong các gia đình ấy phải đối diện với các nguy hiểm, xâm hại, tai nạn thương tích và đau lòng nhất là tử vong. Không chỉ thiếu sự quan tâm với con, nhiều cặp vợ chồng cũng dần thiếu sự chia sẻ, thấu hiểu nhau. Những bữa cơm gia đình hay những phút giây thư giãn trò chuyện vui đùa cùng nhau dần trở nên xa xỉ đối với các gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ. Sau những giờ làm việc, học tập các thành viên trong gia đình thường không trò chuyện cùng nhau mà lao vào một góc bên những trò tiêu khiển trên mạng xã hội, thiết bị thông minh. Ngôi nhà dường như đơn thuần chỉ là nơi tạm trú của một nhóm người có chung huyết thống. Sự gắn kết chỉ dừng ở mức dùng chung một đường truyền internet. Mối quan hệ thương yêu gần gũi, sợi dây gắn kết giữa các thành viên không được củng cố đã gây ra nhiều hệ lụy, từ đó khiến cho số vụ ly hôn ngày càng gia tăng, tình trạng bạo lực gia đình có tính chất phức tạp hơn và tệ nạn xã hội xâm nhập một cách dễ dàng vào các gia đình. Thực tế gần đây chúng ta không chỉ tiếp nhận thông tin những vụ việc chồng bạo hành vợ đơn thuần mà đau lòng hơn đó là những vụ chồng bạo hành vợ thường xuyên, liên tục khiến người vợ thương tích đầy người, trầm cảm hay những vụ việc con bạo hành bố mẹ, cha mẹ bạo hành con để lại hậu quả nặng nề từ việc nền tảng gia đình bị lung lay những giá trị chuẩn mực đạo đức của gia đình đang bị xói mòn đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế văn hóa của từng gia đình rộng hơn là sự phát triển của dòng tộc xã hội và đất nước bởi gia đình và xã hội có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau gia đình tốt thì xã hội mới tốt xã hội tốt thì gia đình càng tốt gia đình không có bạo lực không tệ nạn thì xã hội cũng khó xuất hiện bạo lực và tệ nạn gia đình hạnh phúc sẻ chia thì các thành viên trong gia đình sẽ trở thành những công dân biết chia sẻ, yêu thương cộng đồng, đặc biệt là với những người khó khăn, những đối tượng dễ bị tổn thương trong cuộc sống. Do đó xây dựng một gia đình bình an, hạnh phúc không chỉ là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với mỗi người và xã hội, mà đó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt. Mỗi người có thể có một quan niệm khác nhau về gia đình bình an và hạnh phúc, nhưng để có được bình an, hạnh phúc Chắc hẳn mỗi người đều phải tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nhân cách trí tuệ để tự sinh ra kháng thể chống chọi lại những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Ông bà cha mẹ cần mẫu mực làm gương cho con trẻ học theo. Mỗi thành viên trong gia đình cần duy trì giao tiếp, quan tâm, chia sẻ và biết lắng nghe ý kiến của nhau. Đó chính là chìa khóa để mở những nút thắt cuộc sống, duy trì một gia đình hạnh phúc, bình an bởi giao tiếp, chia sẻ và quan tâm sẽ tạo nên sự kết nối bền chặt giữa các thành viên trong gia đình, giúp các thành viên giải bày được tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ với nhau niềm vui cũng như nỗi buồn. Từ đó không chỉ hiểu nhau hơn mà còn có thể giúp nhau giải quyết được khó khăn, vướng mắc. Biết lắng nghe ý kiến của nhau sẽ khiến mỗi người thấy mình được tôn trọng, tạo nên sự bình đẳng trong gia đình. Có thể nói mỗi gia đình thực sự bình an, hạnh phúc thì xã hội mới bình an, hạnh phúc vì thế các ủy đảng chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể cần xác định công tác gia đình là một nhiệm vụ thường xuyên có vị trí quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ đó xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò vị trí của gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế qua đó giúp các gia đình bảo tồn Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Bên cạnh đó cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, nhất là các gia đình chính sách, gia đình người dân tộc thiểu số, người nghèo, gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, xây dựng và hoàn thiện hệ thống dịch vụ nhằm tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được những kiến thức về khoa học kỹ thuật văn hóa, giáo dục, y tế, pháp luật và phúc lợi xã hội. Trường Cao đẳng Thái Nguyên thông báo chỉ tiêu đào tạo cao đẳng trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ bưu chính năm 2022 như sau. Một lớn thông tin chung. Một đối tượng tuyển sinh, hệ trung cấp, học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. Hệ cao đẳng nghề, học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông 2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. 3. Thời gian đào tạo: hệ cao đẳng nghề 3 năm, hệ trung cấp nghề tốt nghiệp trung học phổ thông 2 năm, tốt nghiệp trung học cơ sở 3 năm, vừa học văn hóa trung học phổ thông vừa học nghề. 4. Chỉ tiêu tuyển sinh: cao đẳng nghề kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông, mã ngành 6840203, cao đẳng nghề tài chính doanh nghiệp bưu chính, mã ngành 6340201. Tổng chỉ tiêu cho hai ngành là 150 chỉ tiêu. Trung cấp nghề kinh doanh dịch vụ bưu chính 200 chỉ tiêu. 5. Thời gian tuyển sinh từ ngày 16 tháng 6 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. 6. Vị trí việc làm, giao dịch viên, bưu tá, kiểm soát viên, nhân viên khai thác vận chuyển, nhân viên kinh doanh tiếp thị bán hàng. 2. Lớn, hồ sơ đăng ký. 1. Phiếu đăng ký học nghề theo mẫu. 2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương đối với học sinh học hệ trung cấp. 3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương đối với học sinh học hệ cao đẳng. 4. Bản gốc học bạ trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông. 5. Bản sao giấy khai sinh. 6. Giấy chứng nhận ưu tiên nếu có. 4 ảnh màu 4x6. Mọi chi tiết xin liên hệ Trường Cao Đẳng Thái Nguyên, địa chỉ Tổ 8 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số điện thoại 0208-3753-888. Thầy giáo Phùng Thái Sơn, số điện thoại 0912-265-888. Thầy giáo Chu Hoàng Lê, số điện thoại 0976-138-346. Cô giáo Phan Thị Kim Dung, số điện thoại... 0912 504 888. Hiệu trưởng trường cao đẳng Thái Nguyên đã ký Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Quyết. Bệnh viện mắt Bình Tâm xin kính chào quý khách. Bệnh viện chuyên khám và điều trị các bệnh về mắt, phẫu thuật, thay thủy tinh thể, mộng, quặm, lác, glaucom, thẩm mỹ mắt, điều trị chuyên sâu dịch kính võng mạc, điều trị khúc xạ không cần phẫu thuật, tư vấn phẫu thuật lát xích, cắt kính. Bệnh viện đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại với nhiều loại máy móc, thiết bị hàng đầu châu Âu và thế giới. Bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế không cần giấy chuyển viện. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Bệnh viện Mắt Bình Tâm, địa chỉ số 0304 Quang Trung 3, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, đối diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Điện thoại liên hệ 0969 200 304. Trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!